Hello, xin chào các bác các anh em. Vâng, trong clip hôm nay bên em về bắt đầu lên cho các bác anh em clip để các bác anh em xem và cũng lựa chọn các bác em nhé. Và trong cái video này cũng vậy, bên em sẽ có cái biển tên đó là Quang Huy Audio và số điện thoại chỉ có một số duy nhất đó là 09486 và 02386. Các bác anh em cần các bất kỳ cái sản phẩm nào bên em thì các bác anh em sẽ chỉ giao dịch với một số này thôi các bác nhé. Chỉ có một số này thôi bởi bên em chỉ dùng có một số và Zalo cũng vậy các bác nhé. Và mọi sản phẩm bán ra các bạn anh em trừ mấy cái phụ kiện để hỗ trợ các anh em chơi thôi, còn nếu mà âm ly và tuner kể cả những cái đầu băng cối đều được bao ship hết các anh nhé. Đấy, bên em đều được bao ship các anh em, không sợ tiền phát sinh nữa các anh nhé. Và trong clip hôm nay thì bên em lại về được một con âm ly Pioneer có cái mã là SX636 các anh nhé. Đấy, bữa trước anh em nào chưa mua được thì trong clip ngày hôm nay có thể là nhanh tay liên hệ với em có thể là mua được con như này. Vâng, âm ly 636, con này thì sản xuất vào những năm 1970. Các em đang sản xuất vào những đầu những năm 1970. Và con này thì có cái size ngang rất là lớn, nó size rất là lớn. Size các anh em nhét vào kệ các anh em vừa khít luôn. Nó còn đẹp luôn em nhá. Size là size 48 và đèn đóm của radio thì các anh em có thể nhìn này, đấy rất đẹp luôn, các em rất là đẹp luôn. Đấy, các anh em về chơi cũng như là trưng bày thì cũng đều rất là hay. Con này thì máy chạy là 4 con sò sắt và công suất và trở kháng các anh em, và trở kháng đánh từ 4 đến 16 ôm để cho phép các bạn anh em đánh những cặp đo cổ bát 25-30 đều rất là tuyệt vời các anh em. Đánh những cặp đo cổ bát 25-30 đều rất là tuyệt vời các bạn. Và con này thì mặt mũi thì rất là đẹp các anh em, mặt mũi thì rất là đẹp luôn, đấy góc cạnh đẹp nét căng luôn đấy, góc cạnh còn rất là đẹp và nét. Nên nó chỉ có bị cái nút volume này các anh em này, nó bị xin lỗi các anh em, cái nút nguồn ấy nó hơi bị xước mất một tí này. Đấy thì con trước em đang bán với mức giá là 6,5 triệu mà còn đang không có để bán thì con này nó bị xước mất một tí đây, thì bớt cho anh em 200.000 tính 6,3 triệu các nhá. Mà nhìn đây các anh em không thể biết được nếu như em không nói các nhá. Nếu như em không nói thì các anh em không thể biết được, như đây bên em bán hàng nó rõ ràng. Đấy, nó có bị xước mất một tí tí thôi các nhá. Tí tí cái này thì anh em phải khéo tay, anh em lấy giáp đánh qua đi thì nó lại đẹp lung linh các bạn nhá. Đấy, cái vỏ viết thì rất đẹp luôn, tí em sẽ quay cả đằng sau cả một loạt luôn. Vâng, Pioneer SX636 bên em giao lưu các bạn anh em với mức giá là 6,3 triệu các bạn nhá. 6,3 triệu đấy, đài đóm bắt ok nhá. À, đấy đài đóm bắt ok. Hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh. Đấy, đài đóm bắt ok, size 48. Anh em vừa chơi vừa bày cũng rất là tuyệt vời. Và bên trên là một con Sony và con này là cái mã là STR7035, con này sản xuất năm 1975 các bạn nhé. Vâng, rất là nhiều anh em chơi những cặp loa cổ Pioneer cũng mới khai thác cái con này, đánh với Pioneer 77A các bạn. Ui rồi cái chép với cái chung của nó lên dã man lắm các bạn nhé, lóc cóc leng keng, nếu đánh băng cối thì ui rồi quá tuyệt vời luôn các bạn. Trong cái tầm giá của nó thì chắc khó con nào có thể là đánh được cái tiếng lóc cóc leng keng lóc xóc như vậy em nhé. Vâng, con này thì đánh trở kháng cũng đánh từ 4 đến 16 ôm các bạn nhé. Và hàng này là hàng đấu mạng, hàng mua siêu thị. Các anh em nhìn có thể là nhìn thấy ạ. Vâng, nó rất là đẹp các bạn nhé, rất là đẹp. Từ năm 1975 đến bây giờ mà các bạn nhìn những cái núm nút của nó này. Đấy, còn sáng trưng các bạn nhé. Những cái núm nút này còn sáng trưng. Còn con này thì cũng là vỏ vân gỗ các bạn nhé, vỏ vân gỗ. Đánh trở kháng từ 4 đến 16 ôm các bạn nhé. Đánh những cặp loa Mỹ, loa Âu, loa Pioneer 77A hay là nói chung là rất nhiều, đánh thoải mái luôn các bạn, đánh thoải mái. Và cái này đánh trở kháng từ 4 đến 16 ôm. Và bên em để các bạn nghe với mức giá là 4.600.000 đồng các bạn nhé. 4.600.000 đồng cho con Sony gam mã là STR7035. Thị trường con này thì đâu đó ngoài năm cơ các bạn nhé, ngoài 5.500.000 các bạn nhé. Đấy. Đấy, đèn radio tối các anh em bật đèn radio rất đẹp luôn đấy, cực kỳ đẹp. Chỉ có 4,6 triệu thôi các anh em, 4,6 triệu là không gọi mi đài thì vừa chơi vừa bày rồi. Và bên trên là một con Sony, con này thì cái mã là TA636. Con này thì thị trường rất đắt, cái thị trường con này rất đắt, thị trường con này phải tầm 3,5 triệu các anh em, 3,5 triệu 4 triệu. Con này thì bên em về cái đèn tiên này này, cái đèn tiên này thì nó chỉ hiện mỗi hai bên này thôi. Anh em nào biết nghề thì về có thể là hàn đèn hay là làm gì đó thì em không quan tâm. Và bây giờ em bán với tình trạng hiện tại đó là âm ly vẫn hát như bình thường, chỉ có mỗi cái đèn này nó không lên thôi nhá. Chỉ có mỗi đèn này không lên thôi mà vẫn đang hát tầm rầm. Và con âm ly Sony này, Sony TA636, công suất con này hình như là 130 cho các em nhé. Để em quay em xem. Nguồn con này công suất là
115, con Sony là công suất là 115W em nhé. Đấy các bạn anh em, con này thì cái mạch âm sắc của nó rất là bén. Các bạn anh em về thì là ghép những cặp loa bass 25, 30 đều tuyệt vời em nhé. Bởi vì cái volume của nó chỉ cần nhích nhẹ lên đây thôi là rất là to rồi các bạn anh em nhé, rất là to rồi. Đấy con Sony TA636 thì bên em đang giao lưu các bạn anh em với mức giá là chỉ có 1,5 triệu thôi. Đấy, mức giá rất là mức giá thanh lý luôn các bạn nhé, là mức giá thanh lý chỉ có 1,5 triệu. Và bên trên thì hôm nay là về được một con Pioneer SA7600 25 mã các bạn nhé. Đấy mặt mũi thì cũng còn rất là đẹp, mặt mũi thì cũng còn rất là đẹp. Còn cái con 7600 này thị trường đang giao lưu, các bạn anh em đang giao lưu có ra là mức giá là 4,5 triệu các bạn nhé. Đấy, thị trường con này đang bán ra là 4,5 triệu. Vâng, con này của em cũng rất đẹp luôn nhé. Con này thì là nguồn vàng. Và về thì trong tình trạng là nó bị có một xước một tí ở đây này, và cái cạnh trên này này. Đấy, cạnh trên này bị chấm này. Còn con này thì là nguồn vàng rồi các bạn nhé, nguồn vàng. Con này thì đánh máy chạy là 4 con sò nách cánh các bạn nhé, 4 con sò than cánh nách. Và con này thì bên em về tình trạng là hoạt động hoàn hảo hết rồi. Các bạn đánh loa thì đánh AB hoặc là A cộng B. Đấy, đồng hồ vu, đèn zin, zin test đèn đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, máy móc thì là nguồn vàng, sáng trưng. Cáp của nó cũng sáng trắng luôn các bạn nhé. Đấy, công suất là 115W, đánh trực thắng từ 4 đến 16 ohm. Và con này bên em giao lưu các bạn anh em với mức giá chỉ có 4 triệu thôi các bạn nhé. Chỉ có 4 triệu. Thị trường con này thì tầm 4,5 triệu. Bên em thì để cho các anh em giá 4 triệu thôi nhá. Đấy. Và đây em cũng tiện em khoe luôn các bạn nghe. Bên em thì cũng mới về được cái đầu băng cối. Mới về được cái đầu băng cối. Con này là con Akai 630D Pro. Đấy, dòng này thì rất là ít trên thị trường. 30D trơn thì nhiều các bạn nhá. 30D Pro. Đấy. Dòng Akai về, dòng Akai nói chung các bạn nhá. Thì nó về nó hay kiểu cái sườn của nó hay bị cọ vào cái vỏ gỗ các bạn nhá. Thì nó rất hay bị kiểu han ấy. Con này về thì em thật với các anh em rất là mỹ mãn luôn, đẹp mỹ mãn không còn điểm chê luôn. Đấy, khung sườn sáng bóng, máy móc chưa thổi bụi, máy móc con này còn chưa thổi bụi mà nó còn đẹp như này đấy các bạn anh em. Đấy, tiện quay luôn cho các anh em xem. Đấy, máy móc sáng bóng luôn. Đấy, sạch bong sáng bóng, chưa thấy con nào đẹp như con này luôn cảm nhận, chưa thấy con nào đẹp như con này luôn. Đấy, hàng rất là đáng để sưu tầm các bạn, hàng rất là đáng để sưu tầm. Máy móc thì băng biết là chạy ok hết rồi các bạn nhá. Đèn vu này, đấy đồng hồ vu kim vảy rầm rầm luôn. Đấy, Akai này, AGX 630D Pro nhá. 630D Pro, con này thì nó là dòng high check này. Các bạn em nhìn chữ Pro high check chưa? Đấy, dành cho anh em chơi kiểu chuyên sâu, anh em kỹ tính. Cái dòng này thì mà các anh em mua băng high check ấy, nhiều anh em thâu tiếng, có phòng thu thâu cực kỳ hay luôn. Mà mình máy này cũng có thể tự thâu, nhưng mà cái chính là cái chất lượng của nó không bằng như anh em thu bằng phòng thu bằng những cái máy chuyên dụng thôi nhá. Như anh em thu có hẳn dàn chỉnh cơ, chứ không như mình mà thâu gọi là nghe được thôi em nhá. Akai GX 630D Pro thì thị trường đang như anh em Hà Nội đang đến 20 triệu, 21 triệu, và rẻ nhất cũng là 18 triệu. Và các bạn anh em nhanh tay gọi cho em, mức giá cực kỳ tốt, rẻ hơn thị trường mấy triệu luôn các bạn nhé, rẻ hơn thị trường mấy triệu. Đấy, con này về cho tình trạng này, cái húp của nó còn zin nguyên đấy các bạn anh em, cái húp còn zin nguyên đấy các bạn anh em, chơi không phải lo đâu. Đấy, cái vỏ máy của nó còn nguyên sơ đi bên trong luôn. Đấy, anh em nào mà nhanh tay liên hệ với em, rẻ hơn thị trường mấy triệu luôn các bạn nhé, kể cả từ dân đến người dùng luôn, từ dân đến thợ thôi, từ dân đến thợ liên hệ với em nhanh, có thể giá cũng rất là tốt. Và các bạn anh em cần cũng có thể liên hệ với em số điện thoại trên tấm biển. Và cảm ơn các bạn anh em, xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.